Xin chào tất cả các bạn nhé. Trong quá trình sử dụng điện thoại nói chung và đặc biệt các bạn sử dụng iPhone nói riêng thì các bạn chắc chắn sẽ không ít lần các bạn cần phải reset hoặc là các bạn phải đặt lại cái điện thoại của các bạn. Nhưng các bạn nhiều bạn chưa hiểu về cách đặt lại hoặc là các bạn đặt lại thì cái phần những cái dữ liệu của các bạn nó sẽ bị xóa đi. Và hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách các bạn có thể đặt lại điện thoại iPhone của các bạn mà vẫn giữ nguyên cái phần dữ liệu của các bạn để các bạn có thể khởi động lại, reset lại cái máy của các bạn để các bạn có thể sử dụng mượt mà hơn và ổn định hơn nhé. Bây giờ mình cùng hướng dẫn các bạn cách các bạn có thể đặt lại, cài đặt ở trên điện thoại iPhone nhé. Thì đặt lại thì cũng khá đơn giản thôi. Chắc chắn các bạn đầu tiên các bạn sẽ vào cho mình mục cài đặt của máy rồi. Sau đó thì các bạn sẽ chọn cho mình cái mục là cài đặt chung này. Rồi, trong mục cài đặt chung này các bạn sẽ kéo xuống cái phần là cuối cùng các bạn sẽ nhìn ngay cái phần chuyển hoặc đặt lại iPhone thì các bạn sẽ chọn vào. Nhiều bạn có thể là đến cái bước này các bạn sẽ chọn luôn cái phần là xóa tất cả nội dung và cài đặt ở đây, tức là các bạn đặt lại tất cả ấy, thì các bạn phải đọc kỹ ở trên cái phần là chuẩn bị cho iPhone mới này, đảm bảo mọi thứ sẵn sàng này. Đấy, thì nếu bạn chọn xóa tất cả nội dung cài đặt này đi ấy, đây là xóa và xóa tất cả nội dung và cài đặt, thì những cái dữ liệu của các bạn sẽ bị xóa đi và các bạn nếu mà các bạn không tìm hiểu trước thì các bạn chắc chắn rằng không còn dữ liệu nữa. Rồi, thì các bạn sẽ chọn cho mình cái phần là đặt lại ở đây này. Đó, trong cái mục đặt lại có rất nhiều những cái mục, ví dụ như là đầu tiên là đặt lại tất cả cài đặt này, đặt lại cài đặt mạng này, đặt lại từ điển, bàn phím này, bố cục màn hình chính này, vị trí và quyền riêng tư. Thì các bạn có nhu cầu đặt lại cái mục nào thì các bạn có thể đặt lại. Trường hợp các bạn bị lỗi mạng này, đấy, ví dụ như truy cập mạng nó hay thất thường này, hoặc là bàn phím của các bạn nó không ổn định này, cái hay bị viết hoa này, hoặc là nhảy lung tung này, đấy, thì các bạn có thể đặt lại tùy. Còn đây thì các bạn có thể đặt lại tất cả cài đặt đây, các bạn sẽ chọn vào nhé, đấy, đặt lại tất cả cài đặt này. Và ở đây thì các bạn cần nhập cho mình cái mật khẩu, mật mã điện thoại iPhone. Rồi bây giờ mình sẽ nhập cái mật mã, và sau khi các bạn nhập mật mã xong, giao diện sẽ hiển thị tiếp cho các bạn là đặt lại tất cả cài đặt. Các bạn xác đây này, xác nhận lại một lần nữa nhé. Các bạn đọc trên này, thao tác này sẽ đặt lại tất cả cài đặt, sẽ không đây này, sẽ không có dữ liệu hoặc phương tiện nào bị xóa. Đó, các bạn phải đọc kỹ nhé. Tức là đơn giản nó chỉ đặt lại những cái lỗi mà các bạn gặp phải thì các bạn sử dụng cách này, tức là nói nhanh là reset lại điện thoại ấy. Rồi các bạn đặt lại này. Ok, tiếp tục này, bạn có chắc chắn này, đấy. Và các bạn chọn đặt lại nhé. Và cái bước này thì sẽ mất khoảng tầm 1 phút đến 2 phút. Đấy, các bạn đợi máy nó khởi động lại nhé, các bạn chờ. Rồi, sau khi khoảng hơn 1 phút thì mình chờ, thì tất cả những cái nội dung đặt lại đã được hoàn thành. Và các bạn nhìn đây, đó, những cái ứng dụng này, những cái ứng dụng, nói chung những cái ứng dụng, những cái dữ liệu vẫn được giữ nguyên các bạn nhé. Nên là các bạn sẽ dùng cách này để nó sẽ không bị mất dữ liệu và để khởi động lại, đặt lại cái phone của các bạn, giúp cho quá trình lâu ngày, thời gian sử dụng các bạn sẽ bị chậm hoặc là gặp một vấn đề nào đó thì các bạn sử dụng cách này giúp mình nhé. Hy vọng qua cách mình vừa giới thiệu cho các bạn cách đặt lại tất cả các cái nội dung cài đặt của điện thoại iPhone mà các bạn nên tham khảo, và những bạn nào chưa biết thì các bạn có thể áp dụng, và hy vọng sẽ giúp ích cho các bạn rất nhiều nhé. Đừng quên, nếu thấy video của mình hay, hữu ích thì nhớ like video và chia sẻ video, đăng ký kênh ủng hộ mình nhé. Hẹn gặp lại các bạn trong video gần nhất của mình.